Dạ vâng ạ, em Quân xin chào toàn thể các bác ạ. Dạ vâng ạ, trước mắt các bác đây là một cấu hình karaoke nghe nhạc của một bác khách ở đến từ Long An các bác. Bác ấy có đặt bên em một bộ karaoke gia đình với giá là 12.300.000 các bác nhá. Bác đã cọc 500, còn 11.800.000 các bác nhá. Đấy, bộ karaoke gia đình này thì nghe nhạc hát karaoke rất chi là tuyệt vời các bác. Đấy, và em xin mời các bác cùng đi vào cấu hình bộ karaoke này các bác. Đấy, bộ karaoke gia đình này gồm có một em đẩy Chrome bác nhá, đẩy hai kênh. Đấy, mã của em nó là LA800 các bác nhá, công suất là 800W một kênh các bác nhá. Thứ hai nữa là một em đăng tín GD Utin các bác nhá. Em này là có hát vang nhại 8 chế độ các bác này. Đấy, các bác nào mà hát không hay cũng phải hay với cái em vang này các bác. Đấy, rất chi là hay, vượt mà luôn. Thứ tư là một em đẩy lách các bác nhá. Đấy, em này có là của em nó là 12 FX12 Blue vợ. Thứ năm là một em mic không dây UGX20 hai là mã các bác nhá, hát rất chi là bay tiếng nhẹ nhàng ạ, rất chi là hay luôn. Và thứ tư nữa các bạn, thứ tư là một cặp loa JBL, mã của em là SRX715 các bác nhá, em này chạy bass 40 các bác nhá, rất chi là đẳng cấp luôn các bạn. Đấy, bác nào mà có quan tâm đến một cấu hình karaoke nghe nhạc giá rẻ này thì liên hệ với em Quân qua số điện thoại 0905312666 các bác nhá. Đấy, và em lên một chút nhạc cho bác nghe để thưởng thức chất âm của em đó nhá.